cái này là coi như ông biết rồi đó, là làm gạo á, gạo dạ. Ăn nó ngon dạ. Đó phèo đó là 17 đó. Nếu mà cô không nói con nhìn con tưởng là còn phở dạ, không dạ, hủ tiếu dạ. Đó, đó, hủ tiếu xe đép mà dạ. Dạ, đâu có bán hủ tiếu kia, hủ tiếu này là bán nổi tiếng mà dạ. Đây là cộng hủ tiếu xe đép quý vị. Ừ. Ừ. Cái bình hoang hoang đó ăn à, người ta thích ăn là kêu vậy đó cưng. Chén phèo thêm gì là nhiêu con? Chén phèo thêm 10 ngàn à. Dạ, còn thêm muốn ăn cái phần thì cũng 10 ngàn đó, dạ. Ăn một thì dớt lên. Ai, hôm nay ông thành phố ghé chợ Bà Châu quý vị. Đây, đây là cái không gian chợ Bà Châu ở thành phố Sa Đéc. Chợ Bà Châu này thì nằm cũng gần chợ Sa Đéc phải không mày? Dạ. Tự nhiên tao đứng đây tao làm. Dạ. Ở đây thì cặp với dạ cậu quý vị, hôm nay ẩm thực phố sẽ mời quý vị cùng thưởng thức một tô hủ tiếu xe đét. Giá cực kỳ là rẻ, bán ngon và uy tín ở tại khu vực thành phố xe đét ở đây nè quý vị. Đây. Dạ. Yeah. Đây là hủ tiếu bà sắm hả con? À đúng rồi. Dạ. Mời quý vị vào hủ tiếu bà sắm nổi tiếng nhất ở tại thành phố Sa Đéc. Giá rất là rẻ quý vị. Ở đây là tại kế bên số 10 của khóm 2, phường 2 thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp quý vị. Đây. Đây là cô sẽ bắt những cái bàn ra phía ngoài quán. Đây. Một tô hủ tiếu chỉ có là 12.000 đồng một tô rồi quý vị. Để ẩm thực phố vào gọi một tô và giới thiệu cho quý vị nha. Lượng khách thì lúc nào cũng đông hết quý vị. Đây nè. Đây. À, mời quý vị vào trong để tham quan chút xíu nha. Đây. Dạ con chào cô. Dạ. Dạ. Cho con vào trong con tham quan chút xíu nha cô. Một tô vậy là 12.000. 12.000 nữa quý vị. Chị không nghe lầm nha. 12.000. Có thịt rồi, ôi ở trong nước súp là có đó, khô mực nữa đó hả cô? Khô mực giò luôn nè. Giò nhớt luôn, hồi quay luôn nha cưng. Nè, dạ. Đó, ôi, đó là nhớt luôn nha. Ủ sắm luôn. Hồi nào nước súp thơm lắm quý vị ơi. Cô đợi tấp biên nhưng chổng quá nhiều. Đó, nhiều lắm. Và phèo nữa cưng, có phèo nữa cưng ơi. Mà chỉ có 12.000 đồng một tô rồi quý vị. Một kem có thêm đây. Ở đây 12.000 đồng là non ơi quý vị. Ngoài hủ tiếu là còn có mì nè, rồi phở nữa. Để ra ngoài xem ảnh làm chút xíu nha quý vị. Ôi ôi, cái cộng này là cộng phở hay là cộng hủ tiếu anh? Vậy đó hả? Cộng bự hả anh hả? Đây mà cộng hủ tiếu mà cái hai loại đó, cái cộng lớn cộng nhỏ. Vậy hả? Đây đây cho em coi cái nha. Đó, cái loại lớn này vị giống như cái cộng phở luôn các bạn. Ừ. Dạ. Cái nhỏ là bự. Dạ. Nè, cái này tôi biết mèo. Này không biết gì lớn. Đây là ảnh ảnh trộn quý vị. Nước luộc hủ tiếu. Mình luộc là để cho gọi là nó trộn mềm ha. Khách muốn ăn phèo không mà nói cô chứ anh làm phèo không. Đây có phèo nữa nè, gọi cho tôi tiếng phèo đi. Rồi anh để ngồi sắp cho cô có tiếng phèo và quay to đẹp lắm. Dạ. Yeah. Phèo 17. Đây cũng chưa gói. Khách ở đây thấy ăn cộng bự nhiều anh ha. Một cái bánh em không giá. Tôi
tùy chỗ chưa thích ăn người tùy người tùy người tùy người ta thích ăn làm ta kêu đó vậy đó. Cái cộng này là hủ tiếu xe đét đúng không anh? Hủ tiếu xe đét. Dạ. Thì đó giờ em cũng chưa có phân biệt được. Với con bự nó gì dở, con nhỏ dở. Hủ tiếu xe đét này lắm, dạ. Ăn ngon ta kiểu. Dạ. Đây. Đó, phèo đó là 17 đó. Nếu mà cô không nói, con nhìn con tưởng là cộng phở thôi. Dạ, hủ tiếu. Dạ. Đó, là hủ tiếu xe đét mà. Dạ. Dạ, đâu có bán hủ tiếu kia, hủ tiếu này là bán nổi tiếng mà. Dạ. Đây là cộng hủ tiếu Sa Đéc quý vị. Ừ. Giới thiệu với quý vị đây là anh chủ quán hủ tiếu Bà Sẩm, phải không anh? Anh là truyền nhân đời thứ mấy của hủ tiếu Bà Sẩm anh? Cháu nội hả? Cháu nội là đi đời thứ anh là thứ ba rồi. Đúng không? Có thể thứ tư luôn. Dạ. 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 Ê, lúc trước là bà nội anh bán rồi truyền lại cho anh luôn. Dạ, vậy là truyền lại cho ba anh. Ba anh rồi mới truyền lại cho anh qua thế hệ thứ ba quý vị. Dạ. Dạ. Mình bán đây được bao nhiêu năm anh? Mấy năm rồi? 14 năm rồi. Dạ. Còn hủ tiếu Bà Sẩm thì quý vị và Sa Đéc là sẽ biết ngay, rất là nổi tiếng. Dạ. Đây, địa chỉ là số 14 Hùng Dương, khóm 2, phường 2, thành phố Sa Đéc quý vị. Bây giờ là 12.000. Cô với chú ăn cái thời điểm 1.000 đồng là cách đây khoảng bao nhiêu năm chú nhớ không chú? Khoảng 20 năm rồi. 20 năm nay. Dạ. Tại giờ đó là bà Sẩm là má chồng của cái chị này. Dạ. Dạ. Là chú biết là bà Sẩm bà bán. Dạ, vậy là chú ăn lúc mà bà Sẩm bà còn bán. Chỉ giá là một tô chỉ có 1.000 đồng thôi. Dạ. Mà bây giờ là đã 12.000 rồi. Dạ. Mà quý vị nhìn là chú ăn 20 năm, vậy là một năm là cô chưa có lên tới 1.000 đồng nữa. Dạ. Dạ. Hủ tiếu này mới đúng rồi, hủ tiếu Sa Đéc ha chứ. Dạ. Thì chú chia sẻ là hủ tiếu Sa Đéc đó quý vị là gọi là làm bằng bột gạo nên cái sợi bánh nó gọi là nó mềm hay sao cô? Nó mềm. Dạ. Còn cái bột kia nó trong mà nó dai hơn. Dạ, trong dai hơn. Dạ. Tại vì cô với chú là người địa phương ở thành phố Sa Đéc quý vị nên cảm nhận cái cộng hủ tiếu sẽ rõ hơn. Dạ. Làm bằng bột gạo thì ăn nó sẽ mềm mại. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Đây. Dạ. 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 Bà nội hồi xưa thì bán may quần áo. Dạ. Chồng bà bán hủ tiếu. Dạ. Tới ông xã gì bán hủ tiếu. Dạ, tới gì? Tới cháu nội luôn. Thì tới gì thừa kế và sau này gì để lại cho dạ ảnh. Dạ. Dạ mai mốt qua bên kia mở thêm quán nữa. Ồ không, mở thêm chi nhánh nữa hả cô? Qua bển bán hải sản xương móc thịt bằm. Dạ. Hôm nay là bình dân vẫn bán bình thường, qua bển thì cao cấp hơn chút. Dạ. Rồi cất xong đi nghỉ vài tháng rồi qua bển bán nữa. Dạ, vậy là mở thêm một chi nhánh nữa mà bán phục vụ là dạng sang. Đúng rồi. Dạ rồi. Xương ống thịt bằm với lại rau mực, mực đồ thơm rồi. Dạ rồi, con cảm ơn cô nha cô. Dạ dạ. Bà Sẩm
đứng đợi đợi quà, đứng đợi tôi rồi. Dạ. Ba đời rồi. Ba đời rồi. Ăn một tô hủ tiếu ba đời tại thành phố Sa Đéc quý vị. Em mơ muốn cái đời cháu hậu tôi vậy. Đây, mời quý vị. Đi như bắt hai cái học. Cha nó ngành nghề trên Dũng người về bắt hủ tiếu. Ở Vĩnh Long rồi xa đó vậy ở tiệm tiếu bà Sẵm là cái nào chúng. Dạ. Bình Giang dễ ăn chú ha. Con húp thử miếng nước. Ôi miếng nước cô nói trong queo luôn nè. Cô nói làm bằng cái cọng hủ tiếu bột gạo á, nước nó trong á cô ha. Con mới xịt nước tương vô nó có màu thôi. Chế trong lắm. Đây. Mời quý vị. Dạ. 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 Mời quý vị nha. Đúng là cái nước này nấu từ mực với xương thịt đó chú ha. Dạ. Đậm đà nước thiệt á. Tô 12.000 gì là quá xứng đáng rồi. Sự thật là quá ngon. Bởi vì khách du lịch lại đây ăn nhiều. Giá rẻ. Đây. Quý vị nhìn nè, tô 12.000 mà 4 lát thịt bự như vậy nè. Có mực nha quý vị, có mới dạng một con mực á. Dạ. Đây. Mời quý vị nha. Dạ. Dạ, cảm ơn cô với chú. Dạ. Dạ. Mời quý vị nha. Chất lượng quý vị. Hầm hủ tiếu. Ngon. Mềm mại. Dạ ngon, còn hủ tiếu mềm mại, nước ngọt, nước dạ. Hay rồi. Văn phòng khách công sở ăn không quý vị ạ. Ừ. Chú. Dạ. Đem về tới nhà nó không có lại. Dạ, không bị ế. Chú cho con hỏi được không chú? Chú ăn hủ tiếu đây thì chú có đánh giá như thế nào về cái ngon hơn. Dạ. Ngon hơn. Với cái giá thành 12.000 một tô hủ tiếu thì chú có nhận xét gì không chú? Thấy ngon hơn mấy chỗ khác, mấy chỗ 25.000. Dạ, yeah. Ngon hơn mấy điểm 25.000 luôn hả chú? Dạ. Yeah. Thịt thà rồi con thấy để nhiều hả chú ha? Ăn 3 lát thịt 12.000 thì 4 lát. Dạ. 17.000 thì được cục xương. Được, 17.000 được cục xương luôn. Dạ. Yeah. Nhưng mà con thấy đặc biệt cái nước hủ tiếu ở đây á. Con ăn vô con cảm nhận như nó đậm đà cái hương vị từ xương nó ra. Rồi khô mực. Miếng nước tương thì nó cũng ngon hơn nữa. Dạ. Con thì con xịt thêm miếng nước tương nữa. Dạ. Đúng là một cái công thức, một cái cách làm tuy đơn giản nhưng mà rất là ngon. Dạ. 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 Ổ cái mình trúng dễ nó không có lại. Không nở hả chứ? Không nở nó không
mà nở nữa thì vậy rồi nó không nở. Dạ, cũng ngộ ha. Các chỗ khác mình để lâu nó mềm nha. Dạ. Rồi nó tan hay là hoặc là nước nó chua cũng không có. Dạ. Nên về để cho ăn tự. Dạ. Ví dụ đây chạy về mấy cái chỗ để cho ăn. Cũng bình thường luôn. Dạ. Con cảm ơn chú nhiều nha chú. Dạ. Rồi. Dạ, cảm ơn chú. Và bây giờ cô Âm Thành Phố chia sẻ về quán hủ tiếu rẻ nhất thành phố Sa Đéc quý vị. Của cháu bà Sẩm, cháu nội bà Sẩm đã qua đời ảnh nữa là đã ba đời quý vị. Rồi. Âm Thành Phố xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo nha. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi cũng như đồng hành cùng Âm Thành Phố. Nếu thấy hay cho Âm Thành Phố xin một lượt đăng ký kênh, một lượt thích và một lượt chia sẻ nha quý vị. Nhằm tạo động lực cho Âm Thành Phố có những video tốt hơn, hay hơn nữa. Hôm nay Phó xin chào và hẹn gặp lại quý vị nhé.